Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đã về kênh bán hàng của bên em nhé. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì các bác kích vào bên trái màn hình có cái giỏ hàng các bác nhé. Đấy, có cái giỏ hàng các bác kích vào đó mua. Ok. Ở trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tất cả mọi người một cái lô loa chung Maki vừa về xong các bác nhé. Hàng bãi. Đấy, hàng bãi còn nguyên CG các bác nhé. Đẹp. Đấy, còn đẹp nguyên các bác nhá. Tất cả zin nguyên. Đường kính của con này thì là 12 cm các bác nhá. 12 cm. Và lỗ bát ốc là 11,5 cm. Đấy. Cực kỳ là đa dụng cho các bác luôn. Đấy, con này thì nó quá hiếm rồi các bác nhá. Một cái bàn bóng này. Đấy, dân mút rất là ấm tiếng các bác nhá. Rất đầm tiếng. Đấy, rất đầm tiếng, rất đầm tiếng. Côn của nó là côn 25.5 các bác nhá. Đấy, côn 25.5. Đấy. Và kháng chảo của nó là kháng chảo 10 ôm các bác nhá. Kháng chảo 10 ôm, đánh cực nhạy luôn. Cực nhạy luôn. Bác nào mà làm cái loa này về làm loa nghe nhạc ấy, làm chung nghe nhạc hoặc là trong trường hợp các bác lắp một bát 30, một chung một chép thì cái dòng này thì tuyệt vời luôn. Hát karaoke thì miễn bàn, không nhá. Tiếng rất là hay. Số lượng thì không có nhiều các bác nhá, không có nhiều. Đấy. Nói chung mà những cái loa mà đã qua 5 tháng sử dụng rồi đấy. Và ấy thì những cái gân nó bị trung xuống là cái chuyện bình thường các bác nhá. Thế nên em cũng nói luôn, gân nó hơi trung xuống nhẹ nhẹ một chút xíu thôi. Coi như nhá. Đây, cái nó trung xuống nhẹ nhẹ thôi. Không ảnh hưởng cái gì các bác nhá. Đấy, qua 5 tháng rồi thì nó sẽ trung trung một chút xíu. Đấy, nó không còn căng tròn như ban đầu nữa. Đấy các bác nhá. Đấy thì gân của nó vẫn còn zin nguyên các bác nhá. Em không thay, em để nguyên luôn. Đấy các bác nhá, không thay một cái gì luôn, để tất cả zin nguyên cho các bác luôn. Đấy. Và về làm loa nghe nhạc thì nó trả lời karaoke tuyệt vời luôn. Đấy. Côn 25.5 cơ mà. Củ bát như củ nó to như này nhưng mà trông rất chất lượng các bác nhá. Đấy. Đấy, rất chất lượng các bác nhá. Đấy, các bác em test thử cho bác nghe này. Trực tiếp các bác nghe này, tiếng rất là sạch sẽ, rất là ngọt. Đấy. Hàng thương hiệu Maki đến từ Mỹ các bác nhá. Hàng thương hiệu Maki đến từ Mỹ. Cái loa này thời điểm trước ấy nó làm ở những cái loa kiểu loa Colum, những cái loa Colum, loa Array đấy. Loa chung của Array ấy. Mà bây giờ thì mình cải đổi rất nhiều các cái phương pháp chơi. Loa nghe nhạc cũng được, karaoke cũng được, thành công. Bác cứ mua về nhu cầu làm loa trả lời là cậu kéo cũng hay luôn. Ok các bác nhá. Đấy, các bác nhìn chưa, rất là chất, màng cũng đẹp nguyên. Mời chi tiết mua hàng các bác kích vào bên giỏ hàng bên trái màn hình hoặc là liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên em các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em nhá.